Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua bán xe cũ Và hôm nay thì em sẽ gửi tới anh chị và các, bạn các siêu phẩm hiện đang có mặt tại ô tô Hòa Bình Địa chỉ là 112 Lê Văn Đường, Thanh Xuân, Hà Nội Và chiếc xe đầu tiên em muốn gửi tới anh chị và các bạn Đó là chiếc Tocola Etis phiên bản 1.8E sản Số tự động sản xuất là 2018 phiên bản sedan 5 chỗ Các chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp Hiện đang giao bán với mức giá là dưới 615 triệu một chiếc xe có ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem, cực kỳ đẹp. Nguyên zin từ uh, sơn xi đến phần uh, nội thất ra. Xe đã được dán kính màu cùng rất nhiều các option hiện đại. Các bạn quan tâm có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Và một mẫu xe tiếp theo đó là một chiếc Toyota Corolla phiên bản 1.8G, số tự động sản xuất là 2012. Xe có ngoại thất màu vàng các chi tiết của chiếc xe còn được giữ trong tình trạng là hoàn hảo. Hiện đang giao bán với mức giá chỉ với khoảng 440 triệu thôi. Mức giá này thì bên đơn vị hiện còn hỗ trợ giá cho anh chị bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Xe đăng ký lần đầu là 2014. Cực kỳ đẹp. sử dụng máy 1.8 số tự động. Để xe có trang bị đèn pha halogen rồi gương kính chỉnh điện gập điện vô lăng tích hợp màn hình giải trí đầy đủ các công nghệ an toàn ở trên chiếc xe Atit à, này. Các bác nào cần xem chi tiết hơn có thể đến hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho các bác có thể tham khảo và đầy đủ nhất những cái thông tin hỗ trợ một xe trả góp. Xe bên serum bán ra thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là sẽ không bị đâm va, không bị ngập nước, bảo check test toàn quốc anh chị nhé và tiến tới một mẫu xe tiếp theo em sẽ gửi tới anh chị và các bạn thông tin. Đó là một chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury số tự động, sản xuất là 2019. Xe có ngoại thất màu đỏ. Cực kỳ đẹp. Các chi tiết của chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản. Hiện đang giao bán với mức giá là dưới 585 triệu. Anh chị và các bạn quan tâm có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất về các thủ tục như là mua, tê, à, mua xe trả góp cũng như là các thủ tục hồ sơ di chuyển cũng thông tin của chiếc xe. Xe luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị bạn có thể yên tâm xuống cọc. Nội thất của chiếc xe thì trang bị nội thất là màu kem, có trang bị đầy đủ các tính năng như cân bằng điện tử, điều khiển hành trình Cruise Control, rồi chia khóa thông minh, Start Top cửa sổ trời màn hình giải trí vô lăng tích hợp cùng rất nhiều các công nghệ an toàn khác ở trên chiếc xe này. Để biết rõ chi tiết thì hãy liên hệ em, em sẽ gửi video chi tiết cụ thể cho các bác. Trong video là em chỉ quay tổng quan để các bác có thể tham quan được chiếc xe thôi. Đấy, một chiếc xe rất đẹp ạ. Và tiến tới một bộ xe tiếp theo em muốn gửi tới anh chị và các bạn đó là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của nhà Đức đó là chiếc BMW X6 x phiên bản 35i sản xuất là 2009 xe có ngoại thất màu đen có trang bị đầy đủ các tính năng như là vô lăng bọc da thích hợp các phím điều chỉnh chức năng ghế da chỉnh điện rồi là điều hòa tự động đề lổ đăng ký biển thành phố hiện đang giao bán với mức giá chỉ khoảng dưới 620 triệu thôi các bác quan tâm thì hãy liên hệ em em sẽ gửi một cái giá tốt nhất cũng như các hỗ trợ tốt nhất cho các bác một mẫu xe bền bỉ và đẹp theo năm tháng có trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị bạn có thể yên tâm bác là cần hồ sơ pháp lý của chiếc xe thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho các bác có thể kiểm tra check xem xe là có vấn đề gì không em quay nội thất cho các bác được thấy mọi chi tiết rất đẹp ạ à nội thất bọc da ốp cỗ, trông rất là sang trọng các chi tiết sơn xì của chiếc xe thì cực kỳ đẹp thôi và một bộ xe cuối cùng em muốn gửi tới anh chị và các bạn đó là một chiếc xe Honda CRV phiên bản 2.0 số tự động sản xuất là 2013 hiện đang giao bán với mức giá là 595 triệu còn thương lượng và giảm giá cho anh chị bạn khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình Bên showroom thì hiện tại vẫn còn một chiếc màu đen nữa cũng là 2.0, sản xuất là 2013, đăng ký biển thành phố. Vâng, vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin chi tiết các mẫu xe đang có mặt tại ô tô Hòa Bình. Anh chị và các bạn quan tâm mẫu xe nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho các bác nắm rõ. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của mùa bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.